tóm tắt bài tuyên ngôn độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mốc son chói lọi trong lịch sử đánh dấu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Văn bản tuyên ngôn độc lập được Bác viết cho ai? Người viết để hướng tới đồng bào cả nước, những người hơn 80 năm qua rên xiết dưới ách xâm lược của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Không chỉ vậy, đối tượng của bản tuyên ngôn còn là các nước thực dân xâm lược, thế lực thù địch đã có dã tâm cướp nước ta lần nữa, đặc biệt là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đồng thời, người còn hướng tới toàn thể nhân dân trên toàn thế giới. Bác viết như thế nào? Người đưa ra cơ sở lý luận và cơ sở thực tế cho bản tuyên ngôn của dân tộc. Trước hết, về cơ sở lý luận được Bác trích dẫn về quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc trong bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của Pháp. Về cơ sở thực tiễn, Bác tố cáo tội ác của thực dân Pháp đã gây ra cho dân tộc ta hơn 80 năm qua, từ đó đập tan luận điệu xảo trá, bẻ gãy ngọn cờ bảo hộ của chúng. Cuối cùng, Bác viết để làm gì? Mục đích cao cả nhất, lớn lao nhất của bản tuyên ngôn là tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, khẳng định quyền tự chủ và vị thế bình đẳng của dân tộc ta trên toàn thế giới và khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc ta bằng tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. Tuyên ngôn độc lập đã hội tụ vẻ đẹp tư tưởng và tình cảm của Hồ Chí Minh, đồng thời cho thấy khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.